Nhóm luật sư của Son, Diddy, công đệ đơn kháng cáo thứ 3, xin cho thân chủ họ tại ngoại trước khi tòa phúc thẩm Mỹ tại khu vực 2 đưa ra xét xử vụ án, Page6 đưa tin. Bản kháng cáo phản đối quyết định của tòa án quận phía nam của New York khi đã hai lần từ chối cho chủ nhạc rap được tại ngoại dựa trên cáo buộc cản trở công lý và mua chuộc nhân chứng. Nhóm của cô yêu cầu thả ông ấy ngay lập tức với các điều kiện tại ngoại thích hợp, với lý do không đủ bằng chứng để giam giữ và có những sai sót pháp lý trong quyết định của tòa án, nguồn tin cho biết. Nhà sáng lập hãng thu âm Bad Boy Records, 55 tuổi, bị bắt vào tháng trước với các cáo buộc âm mưu tống tiền, buôn bán tình dục, hoạt động mại dâm. Người đàn ông này sau đó bị nêu tên trong bản cáo trạng dài 14 trang nhưng không nhận tội và anh ta vẫn bị giam trong trung tâm giam giữ Metropolitan ở Brooklyn, New York. Các công tố viên lo ngại Diddy sẽ đe dọa các nhân chứng và cản trở vụ án nếu được thả khỏi tù. Họ cũng cho rằng rapper này có nguy cơ bỏ trốn vì anh giàu và có thể sử dụng máy bay phản lực riêng. Trước đó, Diddy sẵn sàng trả 50 triệu đô la Mỹ để được tại ngoại, dùng biệt thự trị giá 48 triệu đô la Mỹ ở Miami cũng như ngôi nhà của mẹ anh làm tài sản thế chấp. Hơn nữa, Diddy còn nói với thẩm phán rằng anh sẵn sàng đeo thiết bị theo dõi GPS, hứa sẽ hạn chế đi lại tới Miami và New York, và tuyên bố bán chiếc máy bay riêng đang đậu ở Los Angeles. Tuy nhiên, mọi yêu cầu và khẩn cầu của Diddy đều bị từ chối. Luật sư của Son, Diddy, cũng đã đệ đơn kháng cáo thứ 3, yêu cầu tòa án thả Diddy tại ngoại trước khi xét xử vụ án. Diddy bị cáo buộc cản trở công lý và mua chuộc nhân chứng, nhưng luật sư của anh cho rằng không có đủ bằng chứng để giam giữ. Diddy đã đề nghị trả 50 triệu đô la Mỹ, sử dụng tài sản làm thế chấp và tuân thủ các điều kiện tại ngoại, nhưng tòa án vẫn từ chối.